đây các bạn ạ. Xoài, xoài giờ này đã thu hoạch hết rồi. Cho nó chạy đi. Bình tĩnh. Chà không mà, hút bị sảy mấy con đây rồi, đủ mấy chà nó chích con đỉ mẹ nó rồi. Vô hả? Rồi lắm mẹ rồi. Không sao đâu, thả. Chích rồi. Không ở dưới nè, nó cài vô. Cái đồ mẹ nó đi ngực chứ. Má chà không có. Đù, đù nó cá cá hương. Từ 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 từ. Thằng nước bụi con rồi. Nước bụi con rồi. Dây giờ đâu mấy chị. Mẹ kẹp giùm đi. Mẹ chỉ thấy cá gì đâu. Lời làm gì lời? Xóa cá. Trên cái euro đó quăng kéo xuống là vừa. Bầy tráp nó gần 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 quanh đây nè. Đó thấy không? Mấy cái lỗ nó nằm đây mà. Cái lỗ nó nằm đây mà. Tráp lớn á ông ơi. Tráp ở đây không nhỏ đâu. Kệ cái diều đi, cái diều. Đó thấy không? Tráp lớn á ông. Đẹp. Đẹp. Má lớn. Ừ. Ôi đừng nói luôn á. Trời ơi đẹp kìa. Hồi là nguyên sâu luôn. Thấy không, nó vô ngay cái lỗ ngay đây không? Nguyên một hang luôn. Vô kiểu má móm quá luôn rồi, thôi mày ngủ đi. Đó, đó. Chắc lớn không á. Mấy. Điểm á. Nhỏ bự. Bự sai sai ở sai không, con này nhỏ. Sai như đây ok rồi. Dạ. À, cũng không nhỏ lắm. Ở đây chơi nữa. Cá ở đây ừ. Chơi. Không, con của anh nhỏ nè. Sai này chơi gì nữa. Tới gương đặt được. Đâu mà kiếm cái gì dọ thả vô chứ. Giờ dèo hơi lâu quá. Hả? Không có cái bọng ha. Kiếm cái xô gì vậy? Vòng vòng vô trong coi có cái xô gì không? Ê, đừng đi vô đó, qua đây nè. Quân nó biết á. Trời ơi, cá gì nó không câu. Chẳng qua là chưa, nó chưa dính thôi. Chưa đụng bầy. Còn mất thời gian. Đúng cái lỗ đó luôn á. Bầy dưới. Quăng chi cho xa. Nếu quăng xa thì có lấy cá hồng. Quăng gần lấy cá chóp. Đó 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 đó. Quất nữa đó. Quất nữa. Ngay ngay giữa này là quất à. Anh sợ mấy anh chẻm lá nó phá lắm nha. Ký 2 ký rồi xé quát lưỡi hết trơn.
mới thấy dèo cá. Đánh Orochi được. Nhỏ xíu rồi ông ơi. Sai này thả đi chứ làm gì. Mắt ông gọt quá. Ừ. Super sai luôn á. Cái này thả thả đâu. Thả đây nữa chạy về hết. Tí nữa thả câu xong thả. Quần nó ra. Quần ra. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Diêm cần. Cứ thế diêm cần thôi. Đó. Cứ thế mà diêm cần thôi. Nhiều lắm. Nhiều. Một bầy. Con của anh nhỏ quá. Nó cầu cho con cá hồng nó cắn cái coi đợi gì. Đó, 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 giúp đi con. Ủa mấy cá nhỏ không à. Hả, cá nhỏ quá. Nó thúc, thúc hụt không à. Không có cá quân ơi. Ngủ ơi. Ây da, ây da, ây da. Đụ. Cá nhỏ. Con này nhỏ nữa. Xíu vậy. Cá hồng nữa ba. Ây vô kiếm đồ đụng qua. Quá trời cá luôn. Làm. Rồi. Phá cá. Con nó bự quá. Ây, ây, ây. Vướng á nha. Dưới nó chà không á. Ê, 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 ê. Dính hậu tu. Phá cá không ơi. Phá cá phải làm món 7 tí. Đồ mà nó nhìn con cá này nó hoảng hồn. Má nó theo mà. Rất là đáng chết. Cá hồng. Cái nồi quân, ta kiếm xôi quân. Xô đừng giá thôi. Đúng rồi, vậy thì không có rồi. Quăng thẳng nó giữa dòng kia. Kéo về đây. Đó. Mấy bãi nó có mú nè, cẩn thận luôn, nó hiếp dâm mất mồi. Sảy rồi, sảy rồi, sảy. Trong cái đám Euro á. Ngay cái bờ đám Euro đó quá trời luôn rồi. Ôi trời. Đẹp nguyên cặp. Bắt nguyên cặp mới có lý đúng không? Điềm điềm hình như người ta nói bắt nguyên cặp mới quý phải không? Nó đi lẻ mà. Đi lẻ mà, kể cả nuôi con nó cũng nuôi mình. Ăn không dính lưỡi luôn rồi. Đến vô lấy cái xô.
Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Quá anh chị chủ nhà cho trái dưa hấu. Dưa hấu này, dưa hấu là ở đây trồng. Nhìn nhỏ nhưng mà rất là ngọt. Wow. Rất là ngọt ha. Ngọt. Rất ngon. Khát nước mà ăn được cái dưa. Bây giờ anh đi vào bờ Vũng Tàu không? Anh muốn đi Côn Đảo á. Chạy đi, tập theo cần. Đi Sóc Trăng gần thôi. Anh đánh mồi lớn. Đánh mồi lớn anh cắm vô cái rãnh giữa. Rồi. Đánh đi anh canh được mà, cái gì đó. Hả? Có. Có. Ba lấy nè. Mấy thằng con đó. Anh đang coi có mú không đây nè. Hả? Ừ. Nước lên ngang rồi đó, sắp vô rồi đó.
rồi, mú rồi. Mú 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 mú. Mú 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 mú. Mú mà. Không cần mát rớt. Không không không. Mú 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 mú. Ăn biết mú mà. Năng anh biết mú mà. Wow. Hay. Ngon. Ây da, ây da, ây da. Đù mà cái dãy này mú nhiều ha. Được á men. Đồ mới chụp cái là biết mú ngay mà. Răng ghê quá. Xinh tươi không? Xinh tươi không? Nước bắt đầu vô kìa chú. Phù sa vô kìa. Mới đạp mà. Đó cái đối nó quay rồi kìa. Ồ mà cái đối nó mừng nước vui chưa. Mình cũng vui lây. Má rắc mình để nhẹ mà con này nó kéo không nổi.
làm cái sụp một cái xong rồi. Chưa, nước vừa vô mà. Ông Vinh ngủ luôn hả ta? Không có dừng con muốn nó chụp và mất con mồi. Còn lấy đờ tiếp á. Vô. Cá hanh hả? Mất rồi, xảy rồi. Cái cống trong khó đánh đó. Hả? Ờ. Rồi muốn nữa. Hả? Không sao, nó chạy ra ngoài rồi. Không phải muốn. Cá hành lớn anh ơi. Đù má, cá hành. Đù. Hả? Con này hả? Con này giống con bữa mình câu ở dưới kia. Được con mú rồi kìa. Hả, 1 ký á. Con thích mấy con này. Con thích mấy con này lắm. Con này thì kéo liền con ham chứ con cá bự à. Mấy con này câu sớm. Hồi nãy ông anh Vinh có dính con cá chẽm. Được nhiêu ký? 11 ký 4. Sao ông sáng thấy bự á, mỗi ký lên sáng đi về thấy cậu dính nó tảnh. Sớm mà câu cá này nhiều không? Giờ nhỏ nhỏ cơ mà, giờ nó mới ra nè. Được ký nhờ không? Dạ. Được ký nhờ không? Giờ cũng tầm đó. Cá nhỏ nhỏ. Bỏ trong mát á, chưa ăn được. Dạ. Đấy à. Có cá bồi, cá đối ra này cũng có cá vượt ra luôn. Hả? Đó, có cái hành nữa. Ừ, cái kéo nó mang lại. Lời. Ừ, cái kéo ra nó mang kìa. Ừ, chọc lời. Chết lại à. Lời bị chọc rồi. Con cá mồi nhỏ. Dạ. Lấy cái thau anh ơi. Chắc lấy cái thau ra đi. Để nó chết uổng. Dèo vào nó rồi mất. Hả?
Về bên em ơi. Mới kèm không? Mất thời gian lắm. Phải có cái xô cho nó nhanh. Trời ơi, gieo đại đi có gì đâu. Rồi, gỡ gieo đi. Chẻm gì vậy? Chẻm lá. Má nãy xảy chẻm gần 4kg rồi em ơi. Hả? Xảy chẻm gần chừng có 4kg. Má làm âm nó chạy đổ vô bụng trà. Má cái hành to ghê đi nè. Lợi. Con này phải 8 lạng nè Lợi. Giống con bữa anh câu dưới bên kia. Vậy cho nó nhìn có vẻ nó